Lấy xe này con lạc này, đã đứng ở cây giữa đó thôi. Nhảy nữa không? Giờ nhanh nhanh lên động phá cái lũ rồi. Không cho, con ké từ từ. Mét này vậy? Mét này vậy? Mét rồi. Mét rồi. Không có gái ông ơi. Có mụn có giết, thôi có giết quá. Chứ này bị lũ mẹ rồi. Dứt. Mấy con cũng dứt. Này. Xuống nè anh em. Xuống từ từ. Tới đây anh, bước lần tới. Đó, đó, đi rồi tới đó, đúng rồi đó. Anh đi chừng cả tóm lạc anh diễn thôi. Đó. Vào cái là anh chị vị trí cũ. Xin ít là cho. Hồi sáng giờ cũng có một cái bà già ra bà xin rồi. Đó phán mẹ rồi. Có lưới không ơi? Động nó phán. Có làm lưới đâu đâu ơi, chịu. Lưới đâu mà chịu. Chịu quá chứ hư à. Bự nó phán rồi. Đẻ quá mà. Mày tưởng dễ lắm à. Đứa cá này tao kém. Đó. Mày đổ. Mày dám đâu có nhả đâu phải không? Con giết lưới. Con giết. Trùng sướng trùng sướng lắm, cả trùng sướng lắm, kéo lên được cá là trùng sướng lắm. Nó có mà kéo thì nước đục là có, nó không có thấy mình kéo nó là nhiều dễ hơn. Cái nước trào mình ta dựng luôn, thấy nó kéo này nó phá gì. Như vậy là nước đục là mình cứ thở lên kéo xuống hoài à, là cứ thở xuống im là kéo lên là có. Có nó không có thấy lớn, nó dọn hơn, dễ kéo hơn. Cá ra ngoài nữa. Không anh đây đi. Dạ, dạ. Anh đi. Em nói chung là giữ cái là em chỉ gãy giữ gặn kéo nhẹ nhẹ cho có nó khỏi lên thôi. Cái này là chỉ có cái đấy thì dạ. Đúng rồi. Đây. Ấy là xin nó khỏi nhả. Thì mình chủ yếu là người cắt nhẹ thôi. Người cắt nhẹ rồi là có nó không bò gãy được. Vô, chứ không phải là giờ hết.
do người khác anh, do người kia là người kỹ thuật kia à. Đó, cái em phải chỉ giữ đi thôi. Cái nhẹ nhẹ là có nó im nữa, không có phá. Vụ này chứ ở thành phố làm gì có vậy, chỉ có ở quê thôi. Thành phố thì nó cây cao, ở quê thì bắt đi cao, nhưng mà tới mùa nước lớn này thì đi té. Lấy anh em ơi, lấy đi, cứ đứng mà cứ đứng đó bình thường mà, cứ đứng là bình thường ấy, chủ yếu là chỗ này thôi này, ăn nhậu của chỗ này thôi này, đó cái rung rung vậy nó chả tới thôi. Mấy vô đâu tặng chắc cài chứ không có lớn, không có cái đâu. Bơ mặt này giải nhanh quá, kẹt mơ luôn, giờ mơ chớ cái tặng hơn đeo mẹ bao nhiêu mà mới cho ít nữa con không có mà. Mày là đấy mẹ bao nhiêu mà chị ít chưa ớn nữa mà tặng giá trị một cái mẹ bao nhiêu mà từ đó bên kia chưa nghe hôi hết trơn rồi. Đâu có đâu. Chỗ này chắc cái chỗ cây cựu hồ giờ quá hả? Làm Nam rồi. Không, ý là cái điểm này, cái điểm này. Mua cái chỗ này tới 5 triệu luôn mà. 5 triệu lộn 3 triệu nữa. 5 triệu và lộn 3 triệu.